anh em chụp tấm này xong rồi đưa Tĩnh đọc bài thì nói tấm này sai thể loại rồi. Bởi vì trong bức ảnh này á, chụp một bức ảnh ai đi thì được, nhưng mà có bàn tay con người là không được. Bởi vì đây là cái định nghĩa bản tính tập, các bạn nhớ định nghĩa bản tính tập là các bạn chụp những vật vô tri vô giác. Thứ hai, các bạn không được chụp bất kỳ dạng sống nào. Ví dụ cái hoa mà quỷ đang còn trồng dưới đất, các bạn đem cái chậu cây đang trồng đất các bạn để lên bàn bằng chụp là sai. Các bạn chụp dạng sống phải được cắt bỏ. Ví dụ cái hoa đó thì cắt, thì cắm vô chậu, cắm vô bình để chụp là được. Cái tay này các bạn chặt ra các bạn bỏ lên bàn chụp là được. Tất cả những dạng sống đang tồn tại là không được. Những dạng sống đó phải bị dừng lại. Vì vậy các bạn thấy cái chữ still life là ảnh tĩnh vật là như vậy. Do vậy khi bạn chụp đưa lại tấm này để khuyên bạn chụp lại. Trong vòng một thời gian ngắn mà các bạn bị nhốt trong một cái không gian để tự tạo ra một cái hình ảnh, cho đây là một cái tháp lực chứ không phải là đơn giản. Thì với tôi ảnh tĩnh vật đó, nó đòi hỏi ta phải có cái sự sáng khoái, phải có sự thương giãn. Ta mới ngồi với tâm đó, set up từ những cái mỏng làm sao cho nó hài hòa, nó tạo ra cái chưa thể sáng sáng tất cả đây. Nhưng mà không có điều á là trước nhất là cũng phải ghi nhận cái sự sáng tạo của các bạn và những kỹ thuật đó, nhưng không có điều đó về mặt kỹ thuật, có nghĩa là các bạn bấm khung trên những cái vật thể cố định thì các bạn không khung nó bị lệch không ạ. Đa số những hình là nó bị lệch khung rất nhiều, như hồi nãy thầy có phân tích đó, thừa tay thiếu bên kia nó không có tập, tại vì tất cả những vật nó phải tập trung được thôi. Và ánh sáng có những ánh sáng rất tuyệt, có những ánh sáng các bạn chưa không thô hết được. Cái cuối cùng đó là nếu các bạn có thời giờ với anh thích thì anh thử phân tích đó, các bạn về nhà bạn thử làm ra cái dòng và các bạn thử đặt suy nghĩ sâu hơn chút xíu nữa và thử nhiều lần ánh sáng khác nhau để chúng ta có cái hiệu quả cao hơn.